Bà Phạm Thu Hương, người vợ kính tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, và những chuyện không phải ai cũng biết. Vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương chưa bao giờ lộ diện với truyền thông. BA và NBSB, Phạm Thu Hương là ai? Bà Phạm Thu Hương được biết đến là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, được tạp chí uy tín Forbes công nhận. Bà cùng chồng sáng lập nên tập đoàn Vingroup, tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, và đang giữ vai trò là phó chủ tịch hội đồng quản trị, và NBSB, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Vincom Retail, và NBSB. Điều đặc biệt, bà Phạm Thu Hương là người trực tiếp tham gia sâu vào công tác điều hành của Vingroup. Đây là sự khác biệt lớn của bà so với vợ của nhiều đại gia khác tại Việt Nam, nữ doanh nhân có bằng cử nhân luật quốc tế tại Ukraine, và cũng giống như chồng mình. Bà Hương là người phụ nữ rất kín tiếng trong cuộc sống riêng, cũng như chưa từng để lộ hình ảnh với công chúng. Tiểu sử bà Phạm Thu Hương. Bà Phạm Thu Hương sinh ngày 14 tháng 6 năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Bà còn có một người chị là Phạm Hồng Linh và em gái là Phạm Thúy Hằng. Trong đó, bà Phạm Thúy Hằng và Phạm Thu Hương nằm trong số những sinh viên xuất sắc được đi du học tại Moscow. Tại đây, bà xuất sắc đạt được tấm bằng cử nhân luật quốc tế danh giá. Ở thời điểm đó, rất ít người Việt Nam có thể lấy được tấm bằng cử nhân ở nước ngoài. Chị và em gái của bà Phạm Thu Hương đều sở hữu số lượng cổ phiếu lớn của Vingroup, VIC. Riêng em gái của bà Phạm Thu Hương là Phạm Thúy Hằng còn giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Trong khoảng thời gian đi du học, bà Phạm Thu Hương làm quen với ông Phạm Nhật Vượng thông qua các nhóm du học sinh ở Moscow, sau đó họ yêu nhau và kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, bà Hương không quay về nước mà cùng chồng ở lại Moscow để lập nghiệp. Thời điểm đó, vợ chồng chủ yếu kinh doanh các sản phẩm áo gió được nhập từ Việt Nam. Ban đầu, khả năng nắm bắt xu hướng thị trường của ONG và NBSB, Phạm Nhật Vượng và NBSB rất tốt và cả hai kiếm được rất nhiều tiền từ công việc kinh doanh. Tuy nhiên, thị trường biến đổi một cách nhanh chóng khiến vợ chồng bà phải ôm một khối nợ khoảng 40.000 đô la Mỹ. Vì vậy, cả hai vợ chồng quyết định vay mượn bạn bè để rời Moscow đến Ukraine. Bà Phạm Thu Hương tập trung hỗ trợ đắc lực cho chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong việc điều hành công ty. Khi đến nơi ở mới, hai vợ chồng Phạm Thu Hương nhận thấy cơ hội kinh doanh từ việc mở nhà hàng, nên đã thuyết phục bạn bè, người thân vay mượn 10.000 đô la Mỹ để mở nhà hàng Thanh Long trên nền của một nhà máy cũ tại thành phố Kharkiv, thuộc Ukraine. Với khả năng am hiểu về ẩm thực, bà Phạm Thu Hương đã được chồng tin tưởng giữ vai trò giám đốc nhà hàng Thanh Long. Nhà hàng đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí, cựu thị trưởng thành phố Kharkiv đã từng chia sẻ về nhà hàng rằng, đồ ăn của nhà hàng vô cùng ngon mà lại rất hợp túi tiền. Nhà hàng Thanh Long đã nhanh chóng nổi tiếng không chỉ với người dân thành phố mà còn được các khách du lịch biết đến. Trong khi nhà hàng đang kinh doanh thuận lợi, thì chồng của bà lại nhìn thấy cơ hội từ việc kinh doanh thực phẩm chế biến giá rẻ là mì ăn liền. Ông Phạm Nhật Vượng đã đề nghị với vợ sang nhượng lại nhà hàng để mở một nhà máy sản xuất thực phẩm chế biến. Luôn tin tưởng con mắt kinh doanh của chồng, bà đã đồng ý. Mặc dù nhà hàng đã được sang lại, nhưng chi phí để mở nhà máy vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, vợ chồng bà đã vay mượn thêm 100.000 đô la Mỹ từ cộng đồng người Việt ở Ukraine với mức lãi suất 8% để mở nhà máy. Quy mô của nhà máy lúc mới thành lập rất nhỏ và chỉ có 30 công nhân. Năm 1993, công ty Technacom được thành lập từ nguồn vốn của vợ chồng Phạm Thu Hương, Phạm Thúy Hằng và một số cựu du học sinh người Việt. Bên cạnh đó, sản phẩm mì ăn liền thương hiệu Mivina được người dân ưa chuộng và Technacom cũng nhanh chóng chiếm được thị phần lớn trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chế biến. Sau gần một thập niên kinh doanh, Technacom chiếm đến 80% thị phần mì ăn liền ở Ukraine và xuất khẩu sang 20 nước châu Âu. Tuy thành công với công việc kinh doanh nơi đất khách, nhưng hai vợ chồng tỷ phú Việt chưa bao giờ quên quê hương nguồn cội. Đó là lý do năm 2000, công ty Technacom đã đầu tư về Việt Nam thông qua hai công ty con gồm Vincom và Vinpearl. Sau đó, Vincom đã tạo được dấu ấn lớn với việc xây dựng trung tâm thương mại Vincom ở Hà Nội và khu phức hợp Vincom Park Place. Vinpearl cũng thành công với các dự án khu du lịch Hòn Ngọc Việt, khách sạn 5 sao Vinpearl Resort and Spa, công viên Vinpearl ở Nha Trang. Đến tháng 2 năm 2010, Nasdaq mua lại Technacom chi nhánh ở Ukraine và vợ chồng bà tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc kinh doanh ở Vietnam. Vào tháng 11 năm 2011, thương vụ M&A lớn chưa từng có tại Việt Nam là Vincom và Vinpearl chính thức được sáp nhập trở thành công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam Vingroup. Những năm tiếp theo, tập đoàn Vingroup dưới sự dẫn dắt tài tình của vợ chồng Phạm Thu Hương đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Vingroup luôn nằm trong số những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và tham gia vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ. Trong đó,
Bà Phạm Thu Hương luôn giữ vị trí quan trọng trong ban lãnh đạo của tập đoàn này, từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Sự thành công và danh tiếng của Vingroup đã giúp bà sở hữu được khối tài sản cũng như sự nổi tiếng. Tuy nhiên, bà rất ít khi xuất hiện trước công chúng, mà lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tài sản của bà Phạm Thu Hương tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2021, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đang sở hữu gần 170 triệu cổ phiếu VIP với tổng giá trị tài sản 14.921 tỷ đồng, xếp vị trí 11 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, thứ hạng hiện tại của doanh nhân Phạm Thu Hương trên sàn chứng khoán Việt. Gia đình bà Phạm Thu Hương, chồng Phạm Thu Hương là tỷ phú Phạm Nhật Vượng chủ TICH và NBSB, tập đoàn Vingroup, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội, tuy nhiên quê gốc ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Tính đến tháng ngày 17 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán bất chấp sự biến động của cổ phiếu VIX. Giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 189.289 tỷ đồng. Ông hiện đang nắm giữ hơn 985 triệu cổ phiếu của Vingroup và sở hữu hơn 1 tỷ cổ phiếu gián tiếp thông qua 92.88% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Gia đình doanh nhân Phạm Thu Hương và tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 3 người con gồm Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh. Gia đình nhỏ của nữ tỷ phú luôn được bà chăm sóc chu toàn. Chính điều đó đã giúp cho chồng bà có nhiều thời gian để tập trung phát triển công việc kinh doanh một cách thuận lợi.